Chí không biết con là ai. Cái đó là nước ấy.
Hai con nó xuống uống nước ấy. Mẹ, cảm ơn nuôi dạy của mẹ 20 năm nay. Bảo trọng cơ thể. Người ta nói là mấy con này nó không biết uống nước mà thì nó biết. Nhưng mà mình không thể nào hứng nước mà mình để một đống nước cho mình để ít thôi, khoảng chừng nửa lóng tay thôi. Rồi mình kiếm cái miếng gì hay là con ốc hay là bất cứ gì mình để cho nó lúc nó bò lên nó có thể chống chân lên được. Mình nuôi hai con này mình hồi đó mình cũng sợ là nó không biết uống nước, nhưng mà thiệt là nó biết uống nước. Nó tới đó nó tự nó uống. Mẹ, bất kể mẹ có nhận con không, con vẫn là con của mẹ. Con và Phó Hồng Tuyết đều là con trai của mẹ. Người yên tâm, con nhất định sẽ khuyên Phó Hồng Tuyết. Con sẽ đưa quỳnh ấy quay về, quỳnh để con sẽ cùng hiếu thuận với người. Người cút đi, cút đi. Hay nó uống nước rồi đó, uống nước đấy. Nó uống nước đấy. Không phải con ta, ta không có con trai. Mẹ. Nó uống nước đấy. Đợi con với Phó Hồng Tuyết qua được cửa ải này. Lúc đầu tiên mình người. Tập đó, đó là mình để cái đó xong mình để cái nắp kinh nhỏ trong, mình xếp một nửa nó chống chân lên nắp kinh, lúc mà nó lớn chút thì mình đổi thành con ốc, thấy không? Thực ra là mấy con này nó vẫn biết uống nước. Lúc nhỏ nó không biết uống thì mình tập cho nó, mình để không mình làm vậy là nó uống được. Là Quynh rất nhớ bá mẫu phải không? Cô mới sinh chưa được một tháng, ta lấy gì để trả cho cô ấy? Mỗi người sống đều có lý do riêng, bất luận đòi nợ hay trả nợ, mỗi người đều có thể tiếc nuối hay sai lầm, nhưng chỉ có tình yêu là không sai. Nó lục da kìa. Ừ. Nó lục da đó. Thank you.
Nó lục da. Con này á, lúc mà mới đem về một ngày á, là nó ăn 3 lần. Mỗi một lần là 2 con dế. Rồi chừng khoảng 3 ngày sau là nó ăn lên thành một ngày 3 con dế. Một tuần sau là thành một ngày 4 con dế. Tới tuần thứ hai là một ngày nó ăn 8 con dế. Rồi con sâu cũng vậy. Sâu thì nó ăn nhiều hơn nữa. Thì bây giờ là mình mua cũng được 2 tầng, là nó bự lên, nó lục da, nó lớn lẹ lắm. Mới đầu mua sâu nhỏ còn sợ ăn không được nữa.
Nó lục da kìa. Ừ. Nó lục da đó. Nó lục da. Con này á, lúc mà mới đem về một ngày á, là nó ăn 3 lần, mỗi một lần là 2 con dế. Rồi chừng khoảng 3 ngày sau là nó ăn lên thành một ngày 3 con dế, một tuần sau là thành một ngày 4 con dế. Tới tuần thứ hai là một ngày nó ăn 8 con dế. Rồi con sâu cũng vậy, sâu thì nó ăn nhiều hơn nữa. Thì bây giờ là mình mua cũng được 2 tầng, là nó bự lên, nó lục da, nó lớn lẹ lắm. Mới đầu mua con sâu nhỏ còn sợ nó ăn không được nữa.